Xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn ngã tư cổng 2 sân bay Biên Hòa, đi thẳng vô dốc sỏi, đi ra hướng chợ Biên Hòa đó quý vị. Đó quý vị thấy đó là ngã tư cổng 2 sân bay Biên Hòa, hướng trong sân bay đi ra đó quý vị. Mình không có đi thẳng cho vô mà đi ngược cho ra, tại vì vô cổng là nó có cái bảng cấm quay phim, là quý vị thông cảm. Bây giờ mình đi hướng ngược lại đó, bây giờ mình đi vô dốc sỏi rồi đi riết rồi tới ngã Ba Thành rồi tới chợ Biên Hòa. Mình ngay chỗ này là chính xác là ngay dốc sỏi luôn ha quý vị. Hồi xưa dốc sỏi cổng 2 này nổi tiếng lắm quý vị. Đường này còn gọi là đường Phan Đình Phùng. Đó, chuẩn bị tới ngã Ba Thành đó quý vị. Cái đoạn đường này là nó có hai cái địa danh rất là nổi tiếng, hồi xưa giờ vẫn giữ uy nguyên cũ. Bây giờ dân đây người ta vẫn kêu là ngã Ba Thành. Đó, trước mặt quý vị đó là ngã Ba Thành đó. Đây có bánh mì Thu Hà, bánh mì Bắc Ba Phi. Mình giới thiệu thêm một cái cho quý vị lắm đó, đó là bên tay trái là hộp vịt lộn Thu Hà. Đó, buổi tối bán đông lắm quý vị, buổi sáng thì không có. Đó, giờ đi riết ra chợ Biên Hòa. Ngay đây thì nổi tiếng có mấy cái chỗ đại lý bán vé số, tiệm vàng. Còn bên tay phải cái gì đó là Vinmart. Ở đây người ta còn gọi là Lotte Biên Hòa. Đó, ngã tư. Ngã tư này bây giờ, hồi xưa kêu ngã tư Hạnh Phúc, giờ kêu là ngã tư ngân hàng BIDV. Mình vòng một đoạn, tại đoạn này ngắn quá, mình vòng qua Cách Mạng Tháng, mình sẽ rẽ phải đi vô đường Phan Chu Trinh. Ngay chỗ này là hồi xưa là để đổi bằng lái nè, Sở Giao thông, rồi Giao thông Công Chánh, rồi Sở Xây dựng. Ngay đây còn có là hẻm Qua Lư. Đó, vậy thấy bên đây trái đó là chỗ đổi bằng lái xưa đó.
giao thông Ngôn Chánh, rồi sở giao thông vận tải, đó quý vị ngó bên trái ngay chỗ xe mà chuẩn bị quẹo á, đó là hẻm Qua Lương. Còn trước mặt quý vị sắp sửa tới đó là thằng Kèn cũ, bây giờ đổi lại là cái chỗ quản lý di tích thư viện. Cái này hồi xưa còn gọi là cái gì mà của ông Thời Pháp xưa quên, bây giờ làm cái di tích thằng Kèn đó. Hồi xưa là thằng Kèn chỗ cơ quan giờ mình quẹo lại cái ngã ba thành cho quý vị xem, xong mình sẽ rẽ phải đi xuống đường Hưng Đạo Dương, đi thẳng xuống vô ngã tư Biên Hùng, đi vô ga xe lửa. Ngay chỗ này thì có mấy quán cơm, quán cơm siêu siêu, rồi cơm gà Tâm Kỳ, bởi vậy trưa mấy xe hơi ghé về đây ăn cơm văn phòng, cơm cũng ngon lắm quý vị. Rồi quán cà phê cũng nhiều. Trong đây có cái chùa, ở chùa Tịnh Độ. Ở trong hẻm chùa này cũng có quán cơm rất là ngon, Bình Dân nữa, cơm Bình Dân. Quý vị thấy đó, dòng xe Biên Hùng. Bây giờ mình để mình đi thẳng vô ga cho quý vị xem. Đi thẳng vô là ga xe lửa Biên Hòa. Con đường này nay mấy cây này lớn lên bóng mát ha. Tới ga Biên Hòa rồi quý vị. Thôi video đến đây xin tạm dừng. Hẹn quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã xem. Trân trọng kính chào quý vị. Sợ cái gì đó, đông học sinh lắm, chiều ở đây ngắt luôn. Là trong đây nó có cái chỗ